Như vậy là Honda Vario 160 chính thức giới thiệu tại Việt Nam, giá từ 51,7 triệu đồng. Rõ ràng, Vario là cái tên rất được mong chờ trong những ngày qua. Tuy nhiên, mình không ngờ rằng là Honda giữ nguyên cái tên Vario tại thị trường Việt Nam luôn. Với phân khúc Vario ra mắt tại Việt Nam như thế này thì nó cạnh tranh trực tiếp với một số đối thủ khác. Tuy nhiên, lại giẫm đạp phân khúc cùng với lại Honda Avalon 160. Và có rất nhiều người sẽ thắc mắc rằng là giữa Vario 160 lần này Honda phân phối chính hãng tại Việt Nam và Avalon 160 cũng Honda phân phối chính hãng tại Việt Nam cách đây không lâu thì người dùng nên mua con xe nào? Đây là một câu hỏi rất là hóc búa. Vì thật ra những người nào thích Avalon thì cũng đã mua Avalon rồi, còn những người nào thích Vario thì cũng đã mua Vario nhập khẩu rồi. Tuy nhiên đợt này Honda chơi lớn là phân phối chính hãng luôn con Vario 160. Mặc dù phân phối chính hãng nhưng giá của nó cũng ngang bằng với phân phối thương nhân cách đây không lâu. Như vậy, Honda Việt Nam đã chính thức trình làng con Vario 160 tại thị trường Việt Nam với chế độ 3 năm bảo hành hoặc 30.000 km thì điều kiện này tính trước. Nếu như người nào thích góc cạnh cá tính thì Vario là lựa chọn hàng đầu, còn người nào thích trung tính và đứng tuổi thì Avalon 160 là lựa chọn hàng đầu, đúng không quý vị? Quý vị hãy để lại bình luận phía dưới nha. Tuy nhiên, mình xin nói sơ đến một số điểm nhận dạng con Vario, đó là cái phần rất là được nhiều người mong chờ, đó chính là cỗ máy. Như vậy, Vario với tất cả những công nghệ của xe được trang bị bao gồm ESP cộng 4 van với hệ thống phun xăng điện tử, FI 4 kỳ cylinder làm mát bằng dung dịch, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Khối động cơ này sản sinh công suất 15,1 mã lực tại 8.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 13,8 Nm tại 7.000 vòng trên phút. Như vậy, so với một số phân khúc khác của các hãng khác thì Vario 160 có phần nhỉnh hơn về mã lực. Tuy nhiên, nếu so chính với Avalon 160 thì mã lực này ngang bằng nhau. Còn việc quý vị thích mẫu nào thì mua mẫu đó thôi. Thêm vào đó, hệ thống ngắt động cơ tạm thời, idling stop giảm tiếng ồn, mức tiêu hao nhiên liệu và thân thiện với môi trường, đặc biệt là khi dừng đèn đỏ. Ngoài ra, Vario còn được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key, cổng sạc USB loại A với công suất tối đa là 10,5W. Phanh CVS cho phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp, còn phanh ABS là phiên bản thể thao và đặc biệt. Tại thị trường Việt Nam, Vario 160 với giá bán như sau: phiên bản thể thao là 56.190.000 đồng, phiên bản đặc biệt là 55.690.000 đồng, phiên bản cao cấp là 52.190.000 đồng và cuối cùng là phiên bản thấp nhất, phiên bản tiêu chuẩn, phanh CVS 51.690.000 đồng. Đây là mức giá chưa bao gồm phí lăn bánh. Nếu cộng phí lăn bánh vào thì có lẽ cộng thêm 5-7 triệu nữa. Như vậy, với mức giá này, Vario 160 đã chính thức trở thành con xe cạnh tranh trực tiếp với các hãng khác và đặc biệt cũng là lựa chọn rất khó khăn cho những người yêu thích dòng Honda Avalon 160. Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Và Honda Việt Nam ra mắt Vario 160 tại thị trường Việt Nam, nó có vấn đề bất ổn hay là bình thường? Quý vị để lại comment phía dưới nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Mình là Thầy Trọng TV.